Đến gốm Phước Tích thì tôi nhớ đến một câu thơ như thế này, đó là Om Phước Tích ngon cơm hoàng đế, sen hà trì quý thể phú xuân. Câu thơ này vẫn được nhiều người dân ở đây truyền tai nhau để nhớ về một huyền thoại gốm Phước Tích. Và gốm Phước Tích đã từng là một đặc phẩm hảo hạng của dải đất miền Trung này. Vâng, đúng là như vậy, và không chỉ có được sản xuất dưới các dạng đồ gia dụng như là chậu, ôm niêu, ấm tổ, bình vôi chung, gốm Phước Tích còn được trưng dụng trong hoàng cung triều Nguyễn với nhiều cổ vật tinh xảo và đến nay còn được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế nữa đó chị Hà My. Vâng, và cũng phải nói rằng là mặc dù là đã đến Huế nhiều lần rồi nhưng mà tôi chưa từng có cơ hội được ghé thăm làng gốm Phước Tích. Không biết là nhà báo Trịnh Bá Ninh thì đã từng ghé thăm làng gốm này chưa, và ông có ấn tượng như thế nào về làng gốm này ạ? Tôi thì ghé thăm Phước Tích nhưng mà cũng lâu rồi, cũng 10 năm trước. Thì ấn tượng của tôi thì đặc biệt ở đây là có những cái làng cổ, nó có những nhà giường đấy, tính cả 100 năm tuổi nhà. Thế còn nghề gốm thì có thể xem, nhưng mà tại vì là nó cái nghề gốm ở đây nó bị mai một nhiều quá rồi, tức là cái trở lại cái gốm cổ ngày xưa thì nó mai một, bây giờ nó bắt đầu lai rồi, đã bắt đầu ra Bát Tràng để học, thế rồi lại vào trong của Bình Dương để học ra về tạo ra cái lai, tức là cái gốm cổ gốc của Phước Tích thì bây giờ có lẽ ở cái vùng này chỉ còn 1-2 người có thể làm được thôi. Vâng, thưa nhà báo Trịnh Bá Ninh, ở làng gốm Phước Tích thì có những điều gì đặc sắc và nổi trội khiến cho bà con nơi đây quyết tâm khôi phục làng nghề gốm, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay ạ? Có một cái dự án, đúng ra là có dự án của Pháp với của Bỉ, người ta muốn khôi phục lại đúng cái gốc của ngày xưa. Thế cho nên là để lại một cái thương hiệu, nếu không thì nó bị mai một đi. Thế trong nghề gốm thì người ta gọi là tắt bếp đấy, tức là Phước Tích người ta bảo là tắt bếp từ năm 78-79 là ta tắt bếp, tức là không có nung nữa, thế là người ta gọi tắt bếp. Thì giờ thì có một cái dự án của nước ngoài ở đấy thì nó sẽ khôi phục lại đúng cái nguyên bản cái nghề đó, nhưng mà đấy thì cũng có những bảo tàng tư nhân, có những ông sưu tầm tất cả những cái gì thuộc gốm, ông có thể giới thiệu rất nhiều khách. Thực ra người ta đến đây người ta thăm một cái làng cổ, thế và thêm cái nghề đó, thì thực ra là đấy là cái chính của cái làng Phước Tích rồi. Việc mà những người dân ở đây họ vẫn sưu tầm và vẫn giữ lại gốm cổ như là việc làm bảo tàng của lão nông Lê Trọng Diễn thì sẽ giúp ích như thế nào trong việc là nghiên cứu cũng như là phục dựng lại những dáng hình của gốm Phước Tích xưa kia? Thực ra nếu mà có tiền thì bao giờ cũng để cho cái dòng chảy văn hóa nó liên tiếp nối nhau, nhưng mà khi mà bắt đầu kinh tế nó còn khó khăn ấy, những cái làng nghề bây giờ khôi phục lại được đa số là sau này phải có những cái người, một là ham mê, nhưng mà điều kiện ham mê chỉ là điều kiện cần thôi, điều kiện đủ nó phải là có vấn đề kinh tế, phải có kinh tế. Thế những người Phước Tích nhà họ cũng muốn là nếu mà muốn lưu giữ được cái văn hóa thì rất khoát phải chi tiền thôi, không có cách nào cả. Thế chi tiền ở đấy thì làm sao để cuối cùng lấy nó để nuôi được nó, tức là làng trở thành làng du lịch ở đấy, thì lúc đó thì sẽ thu hút được khách du lịch đến thăm. Cái đặc trưng của cái gốm Phước Tích này nó cũng có cái đặc trưng, tức là lấy cái đất ở vùng đấy là, và nó không dùng men, nung thế nào thì nó ra màu như thế thôi. Nếu như những cái đặc trưng này thì theo nhà báo Trịnh Bá Ninh đã đủ sức cạnh tranh so với cái bối cảnh hiện nay, chúng ta thấy là hàng gốm được nhập khẩu từ Trung Quốc khá là nhiều mẫu mã và phong phú về kiểu dáng. Vậy thì bên cạnh việc là chúng ta phải có tài chính để khôi phục lại những cái nét đặc trưng sẵn có của gốm Phước Tích, thì liệu đã có cạnh tranh được với những cái hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, đặc biệt là về gốm, để có thể là khôi phục lại làng nghề như trước kia không ạ? Thực ra gốm, nếu gọi đồ cổ, gốm cổ ấy, thì chúng ta không cạnh tranh được. Đấy, bởi vì họ có một cái lịch sử đấy, từ thời Đường cơ, đúng không? Đường, Tống, Minh, Thanh, bốn cái gốm, toàn những cái kỷ vật mà tôi vào nhà có một số người chơi đồ cổ. Những một cái, xin lỗi, một cái bát mẻ như thế này tôi hỏi bao nhiêu tiền ở cái này, cỡ 20 triệu đến 30 triệu thì kinh lắm. Tức là gốm của chúng ta không địch lại được nếu mà đúng cái nghĩa là đồ cổ, những đấy thuộc diện đồ cổ rồi. Còn nếu sang hiện đại thì cũng chưa biết anh nào thắng được anh nào, gốm Trung Quốc chưa chắc. Nếu là chúng ta vẫn có một cái niềm tin đúng không ạ? Mình có thể khôi phục lại. Vâng, đó là câu chuyện về làng gốm Phước Tích. Còn bây giờ tiếp tục cuộc hành trình thì chúng ta sẽ đến với một làng gốm khác, đó chính là làng gốm khá nổi tiếng, làng gốm Bầu Trúc. Trong số các làng gốm cổ hiện nay thì làng gốm Bầu Trúc có tuổi đời hàng trăm năm, và đây cũng là làng gốm cổ xưa nhất Đông Nam Á mà cho đến nay vẫn còn duy trì phương pháp sản xuất hoàn toàn thủ công của người Chăm. Vâng, chỉ với đất sét pha với cát và sau đó dụng cụ là những cái thanh tre nè, vỏ sò, ốc biển, chất màu làm từ các loại vỏ cây qua đôi bàn tay khéo léo của người nghệ nhân, nhào nặng xoay tạo hình sản phẩm có hồn đầy sức sống. Gốm Bầu Trúc được nung lộ thiên nên là áo gốm màu đỏ và pha các vân màu đen xám, và tôi thấy đây là một cái điều rất là đặc trưng đó ạ. Vâng, và một thông tin nữa xin được tiết lộ, đó là làng Bầu Trúc thì hiện có trên 400 hộ gắn bó với nghề làm gốm, tức là chiếm khoảng 70% số hộ đồng bào Chăm sinh sống ở địa phương. Trong đó thì có một hợp tác xã và 12 cơ sở sản xuất kinh doanh gốm, tạo việc làm thường xuyên cho trên 600 lao động với mức thu nhập bình quân là từ 2 đến 3 triệu đồng một người một tháng. Riêng hợp tác xã gốm Chăm Bảo Trúc thì hiện có 50 hộ dân với 150 lao động chuyên sản xuất gốm, trình diễn nghệ thuật làm gốm với hàng ngàn sản phẩm khác nhau.
Vâng, và làng gốm Bao Trúc hiện cũng đang là một trong những cái điểm đến tham quan nổi tiếng của tỉnh Ninh Thuận. Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm làng Bao Trúc đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Vâng, và để có được làng nghề gốm Bao Trúc như ngày hôm nay, những nghệ nhân của làng nghề này đã phải mày mò để chuyển đổi từ sản xuất gốm truyền thống sang các sản phẩm gốm mỹ nghệ. Trong đó, ông Đàng Xem là một trong số ít những người đàn ông của làng theo nghề gốm từ sớm lại tiên phong sản xuất gốm mỹ nghệ. Và phải nói rằng là nghệ nhân Đàng Xem là một người có tư duy rất là đổi mới và năng động nha. Ông cho rằng là nếu cứ bám cái nghề gốm truyền thống, quanh quẩn với cái lu đựng nước, với cái nồi kho cá, cái siêu sắc thuốc, chậu kiển trồng cây, thì người làm gốm Bao Trúc sẽ không thể nào giàu nổi đâu ạ. Bởi vậy mà ông đã ra làng gốm Bát Tràng của Hà Nội nè, xuống làng gốm Chu Đậu ở Hải Dương, vô Bình Dương tìm hiểu kỹ thuật làm gốm mỹ nghệ. Và nhiều người đánh giá ông chính là người nâng tầm cho làng gốm Bao Trúc hội nhập và phát triển. Những chiếc ấm nước, nồi nấu cơm, bình, vại là những sản phẩm gốm Bao Trúc truyền thống gắn liền với hình ảnh của người phụ nữ Chăm chịu thương, chịu khó. Thế nhưng, người nâng gốm lên tầm mỹ nghệ và vươn xa ra khỏi lũy tre làng lại là một người đàn ông. Ông là Đàng Xem, người được coi là kẻ ngoại đạo của làng gốm Bao Trúc. Nhìn những nồi, những lu mà bà, mẹ và vợ còng lưng nhào nặng, gồng gánh ra bán khắp nơi mà vẫn không đủ tiền mua gạo. Đàng Xem nghĩ, tại sao mình không nghiên cứu để nâng cao giá trị cho sản phẩm gốm này? Thì chú cũng tâm đắc rằng mình là con cháu của làng nghề là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là riêng dòng tộc chú là đa số là người làm đồ gốm từ ngàn đời nay. Mà tại sao mình không chuyển đổi để mà cho dòng sản phẩm mình nó được quảng bá trên thị trường? Thì chú năm 2000 là chú là người đầu tiên để sáng tạo ra một số gốm mang tính chất là mỹ nghệ. Những ngày đầu bắt tay vào làm gốm, Đàng Xem phải nhận không ít những lời dèm pha, vì người làng Bao Trúc xưa nay chưa bao giờ thấy người đàn ông nào làm gốm. Bỏ ngoài tai những lời xì xào đó, Đàng Xem vẫn say sưa bên những tác phẩm gốm đầu tiên của mình. Trong lúc người ta dèm pha thì tôi cũng tự nhủ rằng mình làm cái gì có lợi, đem lại cái lưu giữ được cái nét văn hóa, thì tôi mới xác định rằng mặc dù ai dèm pha mặt người, tôi tiếp tục cái nghề tôi yêu, tôi thích, tôi làm. Tôi không một cái gì điều gì ngần ngại. Vẫn dùng cách làm cũ, hoàn toàn làm bằng tay và không dùng đến máy móc. Nhưng Đàng Xem không muốn đi tiếp con đường mòn của gốm Bao Trúc. Những sản phẩm đầu tiên của ông là những chiếc lọ hoa, phù điêu, bình trang trí. Những sản phẩm hoàn toàn khác so với gốm gia dụng truyền thống của Bao Trúc. Tuy nhiên, vì cách làm quá mới mà bản thân lại chưa biết cách tiếp thị. Trong 2 năm đầu, những sản phẩm gốm đầu tiên của Đàng Xem vẫn nằm lăn lóc trong một góc vườn. Tôi vẫn làm, mặc dù không bán được nhưng mà vẫn duy trì cái nghề nghiệp của mình. Hy vọng một ngày nào đó là họ sẽ biết, rồi họ sẽ bố trí chỗ nào thích hợp. Năm 2002, những sinh viên trường mỹ thuật về thực tế ở làng gốm Bao Trúc và phát hiện ra những bức phù điêu, những lọ gốm với hoa văn lạ mắt của Đàng Xem. Vài tháng sau, ông nhận được đơn đặt hàng với giá 3 triệu đồng. Đó là đơn đặt hàng lớn nhất của gốm Bao Trúc, xưa nay vốn làm ra chỉ để đi bán dạo, và cũng là chứng chỉ hành nghề để Đàng Xem bước chân vào nghề gốm. Vâng, khoan hãy bàn đến câu chuyện của nghệ nhân Đàng Xem thì chúng ta hãy bàn đến làng gốm Bao Trúc này trước. Và cũng như làng gốm Phước Tích thì làng gốm này cũng đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn nghề gốm. Và mỗi một vị khách du lịch thì cũng là một đại sứ mang thương hiệu gốm Chăm Bao Trúc đi khắp thế giới. Và họ cũng là những khách hàng vô cùng tiềm năng, đúng không ạ? Vậy thì đây dường như là công thức chung để chúng ta có thể phát triển cho các làng nghề, chứ không riêng gì chỉ có nghề gốm, đúng không thưa nhà báo? Vâng, làng nghề nào thì nó cũng trải qua sóng gió, cũng có thời thịnh, có thời suy. Bởi vì lịch sử như Bao Trúc cũng có tồn tại khoảng 500-600 năm rồi. Thế Bao Trúc thì chị hình dung là cái bao nó trước là cái đầm ấy. Thế hồi trước là bị lũ lụt, thế sau đó thì ở xung quanh đấy là có cây trúc rất thẳng, đặt tên là làng Bao Trúc, cũng giản dị thế thôi. Giản dị như là tên gọi thế thôi. Thế và cái sản phẩm của họ thì
thì nó cũng rất đặc biệt, tức là nung ở ngoài trời để tận hưởng toàn bộ oxy. Yeah. Thứ hai nó không kiểu làm như là Phước Tích hay Bát Tràng hay Chú Đậu, tức là các bể nhào đất vào, thế xong rồi nó lại lắng đi, xong rồi bắt đầu mới ủ, xong rồi lại bắt đầu khử các độc khác. Tức là họ lấy đất xong rồi họ trộn cát đấy, cái anh này anh rất đặc biệt đấy, yeah. Bảo Trúc đấy, nhưng mà cũng phải theo thời gian, anh phải chấp nhận, nếu không lại như Phước Tích ngay, anh sản xuất đúng cái truyền thống đấy anh không bán được, yeah. Để làm sao thích ứng được với thị trường là một vấn đề cam go đấy, đứng được thị trường nó phải có một cái gì khác biệt. Tôi cho rằng là cái bước đi mà để làm sao cho gốm Bảo Trúc nó có tính chất khác biệt để thu hút khách du lịch, và mỗi người ở đấy sẽ mang cái sản phẩm Bảo Trúc đi mọi miền Tổ quốc và ra nước ngoài nữa thì nó sẽ rất là thú vị. Tôi được biết thì làng gốm Chăm Bảo Trúc này đó thì được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Vậy thì cái việc công nhận này nó có ý nghĩa như thế nào trong việc lại nâng tầm thương hiệu cho cái loại gốm này ạ? Cái gốm Chăm này ở đây chỉ còn duy nhất ở toàn quốc chúng ta là có một cái làng sản xuất vẫn đúng theo truyền thống, vẫn là trộn cát với đất theo một tỷ lệ nhất định. Hay nữa, khi người ta làm thủ công không sản phẩm nào giống sản phẩm nào nhé anh nhé. Thế và tạo ra cái màu rất khác biệt, ra sản phẩm 100 cái là khác 100, không có lặp lại. Tức là thế giới người ta rất cần của sự khác biệt. Còn nếu mà để bằng công nghệ thì người ta có thể tạo ra đẹp bằng bao nhiêu anh. Thế tại người ta muốn gìn giữ như thế để có một cái làng nó còn tồn tại trong cái lịch sử phát triển của một ngành nghề hay là lịch sử phát triển của văn hóa, thì ở đây chính là cái yếu tố văn hóa nghệ thuật. Thế nhưng mà để giữ lại thì nó lại phải có rất nhiều người ham mê nó để bắt đầu, như mà cái cuộc đời là cuộc chạy tiếp sức này. Yeah. Anh cầm những bó lửa anh chạy xong để trao cho người khác, chạy giữa đường không có người nào để tắt bếp tắt luôn nốt lửa, thế lúc đó là sao được. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là mỗi làng gốm thì lại có một câu chuyện khác nhau. Và nếu chúng ta quay trở lại với câu chuyện của nghệ nhân Đàng Sen thì theo nhà báo có nhận xét như thế nào về những việc làm của nghệ nhân Đàng Sen trong việc là gìn giữ và bảo tồn nghề gốm ở đây ạ? Ông nghệ nhân này là một người gọi là nó muốn rất muốn kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Tức là bằng hiện đại nhưng muốn khuếch trương cái truyền thống của mình lên một giá trị khác. Chứ nếu chỉ có hiện đại không mà anh không gìn giữ cái truyền thống thì nó sẽ rất khó. Thế bây giờ riêng làng Chăm này thì người ta quyết định là vẫn kết hợp giữa cái hiện đại và cái truyền thống. Hiện đại là gì? Hiện đại là ở mẫu mã, rất nhiều mẫu mã mà ở đấy không có cái nào. Tức là anh mua một đồ gốm đi một lần đầu tiên anh mua một cái, lần sau anh mua cái không bao giờ anh tìm được cái giống hệt, đúng không? Tức là sản phẩm đơn chiếc mà, đúng không? Thì sẽ rất đắt. Tôi cho rằng đấy là một cách tư duy, và tôi cho rằng là nếu như mà thế giới người ta vinh danh, đúng là phải vinh danh những con người như thế. Nhưng mà tôi lại lo ngại rằng với cái tốc độ thương mại hóa của chúng ta diễn ra ngày càng nhanh thì liệu cái sự sáng tạo, cái sự độc đáo lạ lẫm đó nó còn được giữ trong bao lâu nữa? Bởi vì là ở đây là nghệ thuật giống người họa sĩ, người ta vẽ không thể bức tranh nào giống hệt bức tranh nào được, anh có nhận không? Thế nghệ thuật bao năm nay nó vẫn thế cơ mà, thì có sao đâu. Nó ở đây không phải là vấn đề chỉ thuần túy là thương mại, và vì thế người ta muốn vinh danh cái làng Bảo Trúc này là một cái loại hình nghệ thuật gốm đúng nghĩa độc đáo nhất. Tức là tôi không sản xuất hàng loạt, tôi sản xuất kiểu đơn chiếc như một người họa sĩ vẽ tranh, đúng không? Như người họa sĩ thôi. Thế cho nên là anh cũng yên tâm, đừng lo. Tất nhiên là chúng ta không thể gọi là nói các làng khác để học cái Bảo Trúc này, nào không phải, mỗi người phải đi chọn một con đường riêng của mình. Tôi cho rằng là với cái loại hình hấp dẫn như kiểu gốm Bảo Trúc này thì nếu mà họ gìn giữ được tốt thì tôi nghĩ rằng cái sức sống của nó bền được với thời gian. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nhà báo Trịnh Bá Ninh, những câu chuyện rất thú vị liên quan đến những làng nghề gốm truyền thống. Và bên cạnh việc cải tiến dòng sản phẩm gốm dân dụng, hiện nay hợp tác xã gốm Chăm Bảo Trúc đang đẩy mạnh phát triển dòng gốm trang trí, gốm mỹ nghệ có hàm lượng thẩm mỹ cho giá trị kinh tế cao như là đèn gốm trang trí, đèn ngủ lọ hoa, bình nước, bình trà, lục bình, tháp nước, các biểu tượng văn hóa phương Tây, văn hóa phương Đông, văn hóa Chăm. Gốm Bảo Trúc hiện có hàng nghìn sản phẩm với nhiều chủng loại khác nhau, có giá từ vài chục nghìn đồng đến hàng triệu đồng mỗi sản phẩm. Vâng, chính sự thay đổi này đã giúp cho gốm Chăm Bảo Trúc có được chỗ đứng trên thị trường, để từ đó hòa vào dòng chảy giữ vững yếu tố truyền thống bên cạnh nét hiện đại để làm nên dòng gốm Chăm Bảo Trúc nức tiếng trong và ngoài nước. Đó cũng là một gợi ý cho các làng gốm cổ trên cả nước trong những bước chuyển mình và giữ nghề truyền thống cha ông từ hàng ngàn năm qua. Vâng, và một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nhà báo Trịnh Bá Ninh.